Ở nhà hôm nay là 14 tháng 12 thì mình sẽ xét 4 bước trước khi kể pen. Bước 1 tôi muốn có thế giới quan đúng đắn. Bước 2 tôi biết cầm độ của tôi trong nhóm mối quan hệ cũng mong muốn có thế giới quan đúng đắn như mình. Nên tôi cùng các đồ mình là kể pen. Bước 3 tôi quay video kể pen up nhóm mối quan hệ. Bước 4 là xin cà phê mình động kể pen trong ngày hôm nay cũng như là sẽ hồi hướng thế giới quan đúng đắn của bản thân, các đội nhóm mối quan hệ của người thân, của mẹ anh chị em họ hàng cũng như là người muôn loài. Thì em xin bắt đầu cuộc chuyện cây bút. Mọi người cho em hỏi đang cầm vật gì trên tay đấy ạ? Cây bút đúng không ạ? Cây bút này chúng ta thường là dùng để viết hoặc để ký, những tác dụng chính. Nếu có một chú chó đi vào căn phòng này, đến vị trí cái bà em đang ngồi và em cầm vật này này, nếu khu cua cho một chú chó ấy, mình thấy nó sẽ làm gì vật này ạ? Mình thấy có thể nó gặm nghịch với vật này, hoặc là chơi vật này, hoặc là bỏ đi làm gì. Hình như vậy là cùng là vật này thì mình coi là cái bút, nhưng chú chó thì không, đúng không ạ? Chỉ coi là đồ để gặm để chơi thôi. Thì có phải là ra là ai đang đúng ạ? Người đúng hay chó đúng? Thì ra các cô có trả lời gì ạ? Cả hai đều đúng bởi vì không có quy luật từ trước này. Và nhìn vật này là cái gì và phản ứng như thế nào với nó? Chúng ta có bài học đầu tiên rút ra đây là sẽ không có đúng và sai khi không có quy ước từ trước. Vì chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Thế giới quan được hiểu ở cách nói này, cách nghĩ, cách làm và cách lựa chọn của bất kỳ ai. Mà thứ nó chỉ có đúng và sai khi mình đã có những quy ước và cam kết từ trước. Ví dụ như là luật pháp của đất nước mình này, rồi giấc nội quy làm việc của các cơ quan đoàn thể này, cam kết của các đội nhóm này, của địa phương này, của các nhóm người với nhau. Mà khi chúng ta những hành vi chúng ta vi phạm những cam kết đề ra, chúng ta sẽ sai luật. Khi đó sẽ có sự phán xét đúng sai, đúng không ạ? Và tiếp đó em đặt cái vật để xuống với mặt bàn. Và em và chú chó sẽ đi ra khỏi phòng này. Và căn phòng này tắt đèn, không còn ai đến nữa. Tức là sẽ không có chủ thể nào nhìn thấy vật này nữa. Thì tại vì nó vật này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì, đúng không ạ? Dù nó đang đặt nằm đây bởi vì không ai nhìn thấy nó. Và trong đạo Phật ta gọi vật này khi đó mang tính không, và có sự trung tính, tương xứng lại là có tính tiềm năng. Tính tiềm năng nó được thể hiện là gì? Khi căn phòng này bật sáng trở lại, em quay trở vào căn phòng này trước, đến vị trí cái bàn này và nhìn vật này. Vật này trên đấy, cây bút đối với em, đúng không ạ? Chú chó đi vào đây trước, đến vị trí cái bàn này và chờ đây nhìn vật này. Thì nó sẽ lại gặm người chơi vật này và em và nó cùng đi vào, em là bế nó lên và em và nó cùng nhìn thấy vật này. Vật này sẽ vừa là cái bút này để vừa là đồ để gặm để chơi. Như vậy là tính chức năng của này được thể hiện là cùng là vật này, nhưng vì có hai thực thể khác nhau, đúng không ạ? Người và chó nó cùng như vật này thì đã xuất hiện hai thực thể khác nhau tại cùng một thời điểm trên cùng một vật thể, do góc nhìn, góc quán chiếu của từng thực thể đã động tác lên nó. Nhân ta có bài học thứ hai rút ra đây là mọi sự việc hay là bản thân chúng ta thì đều có tính không, tương xứng là tính tiềm năng trở thành bất cứ thứ gì. Nó phụ thuộc vào góc nhìn, góc quán chiếu của từng thực thể động lên nó. Tiếp đó việc chúng ta nhìn thấy đây là cái bút này đến từ chính vật này này, nói cho mình biết nó là bút. Chúng ta nhìn thấy là bút ạ. À, chúng ta nhìn thấy là bút, đúng không? Bởi vì nếu mà đến từ chính vật này cho mình biết nó là bút thì có ngôn ngữ cách diễn đạt để mình biết là bút, thì sẽ có ngôn ngữ và cách diễn đạt khác để cho chú chó bất cứ vật nào khác cũng sẽ biết là cái bút. Và khi đó chúng sẽ cầm lên và viết như chúng ta, nhưng mà chỉ chúng ta biết là cái bút và dùng để viết thôi. Nên ra cái bậc thứ ba rút ra đây là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi. Tôi quán chiếu này, tôi phóng chiếu ra cái vật này. Thì qua bao bài học mình thấy vấn đề có gì tiềm năng đến từ tâm trí của mình ý, mình thay đổi suy nghĩ này, mình ước vào này thành vật có gì lớn hơn được không ạ, giá trị khác thay vì đây là một cây bút giá trị nó nhỏ. Mình ước thành những thứ mình thích: vàng bạc, đẹp quý, kim cương, nhẫn, hột xoàn. Em thử ước thành viên kim cương nhé. Tôi muốn một viên kim cương khi mở mắt ra này. Tay em cầm đây vẫn là cây bút bởi vì đây là kết quả thì hiện tại mình không thay đổi nó. Nên là mình lại có bài học thứ tư rút ra đây là mọi thứ không đến từ sự mong cầu hay là suy nghĩ tích cực chúng ta được, mặc dù có tính tiềm năng mà đến từ tâm trí chúng ta. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì mình đã từng có dấu ấn và dấu ấn về cái vật này từ trước này. Chúng ta được đeo vào tâm trí của mình có thể từ rất lâu khi còn bé này. Chúng ta từng ngày được ai đó cầm vật này đến tay mình nói rằng đây là cái bút, hoặc mình đã từng cầm vật này đưa cho ai đó nói rằng đây là cái bút. Tức là mình đã từng có dấu ấn và dấu ấn cái vật này. Nên khi đang cầm trên tay như này thì dấu ấn và dấu ấn cái bút dưới bút nào và chỉnh đây là bút ở hiện tại thôi. Và nhanh đến cái mức mà khi mình chưa biết đến những bài học trong câu chuyện này thì mình thường nghĩ rằng mọi thứ đến với mình là ngoài cái bút này ra thì mọi thứ đến với mình là từ bên ngoài, nhưng không phải đến từ tâm trí chúng ta, đúng không ạ? Mình đã từng có dấu ấn và dấu. Vì vậy mình không mong cầu, không ước và không thay đổi được hiện tại thì muốn đạt được những điều mình mong muốn trong tương lai thì mình đã bước đến công cụ hỗ trợ, đó là gì ạ? Bốn bước gieo hạt, đúng không ạ? Bốn bước Starbucks, đúng không ạ? Chúng ta tạo ra những dấu ấn và dấu về như hiện tại. Nhưng mình đã từng có, từng tạo ra dấu ấn và dấu về cái vật này chẳng hạn. Và khi dấu ấn và dấu của mình đủ nhân duyên thì nó sẽ bùng nở. Chúng ta nhìn thấy chúng ta đạt được điều mình mong muốn. Ví dụ như là chúng ta muốn có tài chính tốt, được tự do tài chính chẳng hạn, thì mình sẽ giúp những người cũng mong muốn giống như mình, cũng muốn được tài chính tốt, tự do tài chính. Trực tiếp hoặc có thể chúng ta giúp người khác trả những khoản nợ chẳng hạn, cho họ vay tiền họ trả những khoản nợ, thế ta biết điều đó. Hoặc là gián tiếp thì chúng ta dành thời gian này, dành kiến thức của mình này, chúng ta chia sẻ những kỹ năng về kiến về bán hàng, cái sự hệ thống, rồi là kỹ năng trong đội nhóm chẳng hạn, để sau khoảng thời gian mình dành cho họ thì họ có thể kiếm được tiền. Thế như vậy là bài học thứ năm rút ra đây là chúng ta muốn có thứ gì chúng ta hãy cho điều đấy trước, thực hiện bằng thân khẩu ý của mình qua bốn bước gieo hạt. Chúng ta tưới tắm phun sữa giống của mình đã gieo bằng cách là thêm cà phê, nhớ lại những hành động tốt việc tốt mình đã làm, và khi dấu ấn là dấu đủ nhân duyên thì nó sẽ không nở.
Em thích cái cụ lúc mình ở đây, biết ơn người nhà đã nghe bài cho em, cơ hội cho Ben ngày hôm nay. Mình sẽ nhớ là tiền cà phê vì nhỏ kể Ben, cũng như là hồi hướng cho thế con đúng đắn của bản thân này, các đối trong đó mối quan hệ của người thân, của mẹ anh chị em hàng của mình, cũng như là một người muôn loài. Xin chào cả nhà.